ruộng bậc thang nhỏ 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 đây nè, nhưng mà bầy gà này nó phá hết lúa rồi. Rất là nhiều dân tộc các nước khác nhau, bên Mông Cổ, bên Hoàng A Mã, công chúa gì cũng chạy qua đây luôn nè. Cách các Nhĩ Khang, các Nhĩ Tường gì nữa nè. Thần cây. Bán rất là nhiều dao luôn. Quá trời là dao. Dao mèo. Với lại nông sản. Đây là một cái lẩu gà. Chai đường mật ong. Cắm mấy muối tiêu chanh là số 1. Lợn cắp nách. Tại sao gọi lợn cắp nách? Miếng đó nha. Rồi phải ăn nóng nha. Cơm lam nè, thấy có màu tím tím. Chấm mấy cái muối gì đây không biết. Thử cho bạn. Nóng, ngon ấy. Mình thử miếng không mới coi thử sao nha. À, người dao đỏ nha mọi người. Ok, mình đi giữa đường còn 20 cây nữa là tới Sapa. Mình dừng giữa đường mình mua mấy cái trái gọi là trái da dâu. Rồi ok, bye bye. Chị tên gì? Bye bye. Chị tên gì? Gì? Chị tên gì? Tên gì ạ? À, tên gì? Bà Mỹ. Bà Mỹ. Rồi bye bye chị. Hãng Sapa đầu tiên đón chào mình là kẹt xe nha mọi người. Rất nhiều xe luôn. Nãy giờ 15 phút rồi đứng nguyên một chỗ không di chuyển được mấy hết á. Trên đường đi bản cát cát. Đây, hello đó, mông gà. Đeo rất nhiều bạc bên người. Mà kẹt xe rồi thôi rồi luôn, không biết tới giờ mới xong. Đó. Thì trong khi chờ đợi kẹt xe nha mọi người. Kẹt xe rất là đông. Thì mình không biết cái đây là trái da dâu của cái, trái da dâu của cái mấy cái người dân tộc bán á. Giờ mình thử một trái da dâu coi thử sao nha. Nhớ ngọt nha. Đó, da dâu giống trái dâu hả? Dâu da đó, thử với bạn. Nó chua bạn ơi. Trái chua lét à. Nó chua quá. Nên mình lúc nãy á, hên xui à, có người ăn trúng trái chua, có người ăn trúng trái ngọt. Giờ mình thử cái chùm khác nha. Quá trời quán xá. Cơm miền núi, rồi gà bản, lợn cắp nách, spa, Nguyễn Kiệm Bakery, cafe restaurant, Pao Cafe 1974. Hàng Minh Hiếu, lẩu cá tầm cá hồi, lọc núi rừng, nhà hàng nào cũng sang trọng đẹp hết á. Mày chắc người kinh lên đây mở rồi. Mình kẹt xe thì mình tranh thủ xuống mua bánh hạt dẻ Sapa nha. Thử ngon nha. Nãy bánh này rồi đó. Ừ, ngon con. Ngon. Ừ. Mới đầu cắn vô thấy lạc lạc. Bánh là cắn xảo. Ừ, nhai nhiều nhiều một tí. Bánh là vô. Thấy cái vị đậu xanh. Đậu xanh. Ừ. Vị gì nữa ta? Chị vô. Béo béo bùi bùi bắt đầu chị cắn vô. Nhai lâu lâu nó mới nó à, nhai càng lâu càng béo càng bùi nha. Ừ. Mới đầu thấy lạc lạc mà nhai lâu thấy béo bùi đã lắm. Nhà thờ đá nha, nhà thờ đá Sapa. Buổi tối thì ở đây có chương trình nhạt nhẽo đồ này nọ, mọi người tập trung ngồi đây vậy thôi, ngồi coi các chương trình tạp kỹ nhạt nhẽo. Vô đại một cái thôi, quan trọng là mình thích ăn món gì thôi. Thì tối nay đi A Phủ nha bạn. A Phủ chắc không có đỗ, chỗ đỗ xe thôi khỏi luôn. 5 năm trước mình đi so với bây giờ nó thay da đổi thịt hoàn toàn luôn. Rất đông luôn các bạn ơi. Đó, mình thấy cái người dân tộc thì cũng hơi ít lại so với hồi trước. Đó, đó, cái chị dân tộc kia đang lượm một cái bịch ni lông đem về. Đường rất hẹp luôn. Đường này mà xe 45 chỗ là thua nha các bạn. Đường Phan Xipang. Gió Sapa. Cầu tình yêu Sapa. Ngô. Trên đây thì rất là nhiều quán cà phê đẹp luôn nha. Nãy giờ mình đi thấy quá trời luôn. Xuống như đó đi xa bà mấy cái bản xa xa kìa kìa. Rất đẹp luôn. Xuống là cái ngõ bên kia kìa, mọi người đang rồng rắn đi xuống nha.
Đó. Đi xuống dễ ra, đi lên cũng hơi phê đấy. À, kẹt xe kinh khủng luôn mọi người ơi. Xe phải đẩy lên nữa cháy máy nè. Đó, đơn giản đâu. Đi nhảy lên nhảy xuống cái đường là rất là nhỏ. Đi xuống đây có dịch vụ là các bác xe ôm người bản địa, người dân tộc ấy, chở lên một chuyến 50 ngàn. Nhìn ở phía trên là ngô nhưng mà không phải các bạn, nhìn xuống đây là lúa. Ruộng bậc thang nhỏ 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 đây nè, nhưng mà bầy gà này nó phá hết lúa rồi. Bầy gà này nó tai hết sạch lúa. Là nhiều trang phục dân tộc chị em vô đây lựa để xuống dưới chụp hình. Đó, rất là nhiều luôn. Đó, lựa xong rồi xuống dưới bảng chụp hình rồi vậy đó. Đó, quá trời luôn, chị em mà mặc với hồi xòe với hoa rất là đẹp luôn. Thì bà xã mình, à, vợ mình cũng đang chọn một bộ. Đó, rất đẹp luôn. Đúng Hoàng Châu cách cách vậy luôn á. Bà xã mình cũng đang chọn bộ trong kia nha bạn. Cái chuộng cái bộ mà có lông thú da thú kìa, không phải là dân tộc bản địa ở đây mà là bên Trung Quốc rồi, Hoàng Châu cách cách rồi đấy, cái kiểu giống vậy nè. Đó, kẹt xe quá trời luôn, khỏi nói cái độ kẹt xe. Chỗ dưới này là các bạn tới đây là khuyên nên đi xe máy, nên đi xe máy, đừng đi ô tô, đi ô tô là hết lối ra luôn nha. Xe rất là đông luôn. Xuống cát cát. Bản cắt cát thì mình thấy bên gì bên thời nhà Thanh, Hoàng Châu công chúa rồi qua đây quá trời luôn. Đó, mấy cái bộ này nè, thì chắc mình không đi hết cái bản này, đi một đoạn thôi. Wow, điểm chụp hình check in kìa. À, thần cây. Đây cái điểm tham quan chụp hình đây, thần cây Ngọc Thần. Đó, bằng tay rồi xè ra rất nhiều người tới đó chụp hình. Thì chắc mình không lên đâu, đứng đây quay quay cho các bạn biết, để mà thích chụp hình thì tới đó chụp thôi, chứ mình phải đi xuống bảng nữa. Đó, rất là nhiều cây. À, thì cách đoạn thì có một cái điểm dừng để mà chụp hình check in. Thì đi xuống thì cứ đoạn thì có một cái vài cái tiểu cảnh để mọi người chụp hình đồ này nọ vậy đó. Thì mình thấy đủ các dân tộc, nhưng mà người dưới xuôi lên mặt các dân tộc, chứ mình dân tộc ở đây gốc thì mình nãy giờ mình chưa thấy luôn nha. À, dưới rồi, thấy rồi, thấy con trâu nè. Đó, bản làng của các cát dưới đó, nhà mới xây mới tinh luôn. Nhà bên kia thì trống nè, chắc là bản làng thực sự của người ta ở là tút lút bên kia kìa. Chứ xuống đây cũng không thấy cái nơi người ta ở với sinh hoạt rồi đâu. Thì khúc này chắc vài năm nữa nó mở rộng cái điểm check in xuống tút dưới kia luôn. Rồi mình đi tới đây thôi, đi thêm nữa thì cũng có mấy điểm này điểm kia check in thôi, chứ không khám phá được thêm về văn hóa, còn mấy cái nhà mới xây không à. Này sợ đi lên đâu mong, xuống ngang đây thôi lên. Rất là nhiều dân tộc các nước khác nhau, bên Mông Cổ, bên Hoàng A Mã, công chúa gì cũng chạy qua đây luôn nè. Cách các Nhĩ Khang, các Nhĩ Tường gì nữa nè. Hồi trước mình vô rồi nè. Đó, bây giờ mình quay lại mình đi một vòng coi sao để bà vũ hello. Quán này 5 năm trước mình có tới đây, mình chụp hình chung với một con mèo. Đó, bên góc bên kia kìa, nhìn xuống dưới rất là yên bình.
thấy không, mát không? Còn dưới kia là cảnh chen chúc lộn xộn, chụp hình check in đủ kiểu, không có ra dân tộc nào hết. Mà vì mấy mình thấy cái nhà kia là mới xây và ở trống hết rồi, cũng để làm kiểu thôi các bạn ơi. Toàn cảnh cát cát nhìn từ trên quán cà phê quán cà phê nghệ thuật, nhà siêu vẹo quá cổ luôn, nhà này thì nhà cổ lắm, trên cả trăm năm tuổi nè. Mình nhận xét chung nha bạn, đây là một cái điểm tham quan cho những người trẻ tới đây chụp hình check in, còn những người tìm hiểu về văn hóa thì đi xuống dưới đó cũng không thấy bản làng sinh hoạt của người dân tộc địa phương ở đây mấy. Người ta có thể người ta dọn đi hết rồi, thay vào đó là vẫn cái nhà mới kìa, để mà tham quan được thôi. So với 5 năm trước mình tới đây thì nó thay đổi rất nhiều luôn á. Ok, các bạn tự nhận xét bình luận nha. Rồi, chào các bạn. Đấy, con mèo mèo vẫn còn. Ồ hay. Meo meo. Máy rất cổ luôn. Meo. 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 Hỏi con mèo các bạn. Có phải đây là một con mèo 5 năm trước hoặc là con mèo khác? Mình chọn khách sạn nghiêng. Nhìn ra đồi núi luôn. Bên kia là chợ đêm Sapa. Chợ đêm Sapa bán rất là nhiều thứ, rất là nhộn nhịp luôn. Dãy quán xá, thích quán nào vào vô quán đó. Rất là nhiều dao luôn, quá trời là dao, dao mèo với lại nông sản ở vùng này, thịt trâu gác bếp, thịt trâu sấy, bò khô đó, đặc sản vùng cao. Nhà hàng bò tơ Tây Ninh nha các bạn, mạnh mộc quán 206 Thạch Sơn. Thì mình thấy các quán bên đây thì nó bán theo combo nha các bạn. Combo kiểu vậy nè, combo một người hai người với bộ cá hồi thì bán 795 rưỡi, 1.2 triệu 4 đi bao nhiêu người thì cứ thế mà gọi thôi đó. Ngoài ra thì các món chọn đó nè, cá tầm rang muối, lợn mẹt đó, lợn ngũ sắc, lợn cắp nách, các món về lợn, mẹt gà bán theo hai người các bạn đó, 500.000 cứ ăn mẹt cứ kêu ra thôi, không biết mẹt ở lớn bao nhiêu mình cũng không biết nữa đó. Gà đen hờ mông, gà bản, bê tơ Tây Ninh đó, ta ra đây mà gói Tây Ninh nhập vô nữa, ngỗng, nấm món rau, canh chua, cơm canh mì đó. Nói chung là ở Sapa thì các quán hàng cũng khá mắc đấy, không biết người dân tộc thiểu số ăn uống sao nữa. Cơm lam nè, thấy có màu tím tím, chấm mấy cái muối gì đây không biết, thử với bạn. Muối có đường ngon, nóng ngon ấy, giòn ở ngoài.
quán vắng khách, nhưng mà nhân viên phục vụ rất là lâu, đưa đĩa dồi mà không thấy nước chấm luôn nha bạn. Đâu có mấy bận rộn đâu. Mình thử miếng không mới coi thử sao nha. Rồi còn nóng. Mà ở trong nó không, nó khô, nó không khô. Bình thường, nó bình thường. So với dê Nha Trang thua luôn. Coi thử dồi ở đây với Ninh Bình sao nha. Cái mắm tôm này bạn rất mặn luôn. Mắm tôm sao bỏ ra chan vậy, không pha đường gì hết. Ở trong mình thì pha đường, tỏi, gia vị đủ thứ. Ớt, lá lạ, xay nữa. Không có gì hết. Như ở người ngoài đây đang gia vị rất đơn giản luôn. Món này không ngon nha bạn, thật sự luôn. Cái món vô dê bạn. Thì lúc nãy chưa có, nhân viên biểu có, giờ lại có. Không hiểu sao rồi. Nha, em su thì ở ngoài đây tươi rồi. Cứ thế ăn thôi. Rồi xin mời. Xào hơi nhạt, ăn chấm thêm mắm, nhưng mà cái này tươi. Có đem một cái lẩu gà nuôi đeo cua hả? Nguyên con gà nè, 450 nha bạn, thêm nồi lẩu nè hả? Quan trọng là nó nóng nếm sao không? Ăn ngon ngon hay dở, hết vô luôn nha hả? Chai đường mật ong, đây có rau nữa nha bạn, bỏ hết vô luôn. Đó, xong bỏ riêu phía trên nha bạn. Rồi cho cái dĩa với qua đậu táo mèo 60.000. Nhưng mà người ta không có dọn cái ly ra, mình thấy có cái chén sạch nên là mình tự xử vậy. Rồi chơi bằng chén giống lương xương bạc nè. Rồi rồi xin mời. Xin mời các sư huynh sư đệ. Các bạn ơi, đậu táo mèo mình uống á với cái này nó khác lắm. Đậu táo mèo bình thường uống nó thơm hơn, cái này mày pha nhiều quá, không phải chính hãng táo mèo rồi. Táo mèo nó ngọt lắm, để uống lại coi. Cái này không biết cái gì mà thấy độ cồn nó nhiều hơn. Rau muống, rau mùng tơi, rồi cuốn đậu, rồi gà. Thử miếng gà trước nha. Gà muối chiêu chanh. Đặc biệt là gà miền núi này thì khỏi chê, độ dai. Con nào như con nấy à. Thịt dai á, không bở. Ok. Gà được, gà ngon. Mình chấm thử với cái nước này nha. Nó lạ bạn. Nó chua chua. Giống như muối mắm me. Phải biết phải không? Không sao. Ở trong trong cái rổ rau á, thì mình thấy có đọt rau mồng tơi nè. Đọt su su nữa nha bạn. Đọt su su nhiều lắm. Đọt su su ngon đấy. Với lại gà cũng dai nữa. Ok, ổn định. Chất lượng gà thì tươi nha. Riêng gì chứ miền núi thì gà đi bộ khỏi chê rồi. Cái này gọi là lợn cắp nách. Tại sao gọi lợn cắp nách? Tại vì con lợn nó nhỏ nhỏ, xong người ở bản đây cắp nách đem ra chợ bán. Nó nhỏ 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 thôi, thì lợn cắp nách này nãy giờ cái mắm này nè, mình nghĩ là chấm với cái mắm chua 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 này nè. Mình ăn coi thử có phải đúng lợn cắp nách hay là lợn nhà nha bạn. Thử miếng nha. Cái này ngon bạn ơi. Da nó vừa phải, giống như da vừa phải, giống lợn tơ vậy, lợn tơ, lợn hơi á, ngon. Món mắm chua ngọt nè. Ngon. Ngon. Được. Miếng đây nha. Rồi phải ăn nóng nha. Ăn mắm chua chua á. Mềm, dai vừa phải. Ok. Rồi cảm ơn luôn. 956. Mọi người mình ăn xong rồi còn chén lẩu gà nữa. Thì mọi người cũng khá thích cái lẩu này nên là ăn hết, thích rau thôi nha bạn. Rau rất là tươi ngon. Ok.
cái nước cũng ngọt nữa. Gà thì dai mềm vừa phải, nhưng mà quan trọng là gia vị các bạn. Gia vị làm chưa tới, gia vị cũng được nhưng mà chưa tới, phải nêm nếm ngon hơn nữa thì ăn sẽ sạch. Gia vị miền Bắc là vậy thôi bạn. Mình không biết nói sao nhưng mà miền Trung đậm đà hơn, Bắc là cỡ ngang đây thôi, tùy vùng. Ở ngoài đây nói ngon nhưng mà cá nhân mình nói không ngon, đó là việc của mình, tại vì mình ăn mình trả tiền đàng hoàng mà. Còn heo cắp nách thì hơi mỡ, hơi mỡ thì nướng giòn, thịt giòn hơn nữa cho nó teo bớt mỡ đi thì ngon đấy. Nó còn su su rồi ăn sạch luôn rồi, dồi hơi khô. Tóm lại là cơm lam ngon nhất nha bạn. Rồi vậy nha, bye bye.